Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuần 29, bài 19, Nói và nghe, kể chuyện. Cảm ơn anh Hà Mã. Cô mời các em mở sách giáo khoa. Trang 86, chúng mình cùng nhau học bài nhé. Các em hãy quan sát các bức tranh và câu hỏi gợi ý dưới bức tranh. Yêu cầu như sau. Câu 1. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý nói về sự việc trong từng tranh. Các em ạ, à, đây là câu chuyện mà các em đã được luyện đọc ở thiết tập đọc và các em hãy dựa vào bức tranh này và câu hỏi gợi ý để chúng mình nói xem sự việc trong từng tranh là gì nhé. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình suy nghĩ và làm việc nào. Mời các em quay trở lại màn hình chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát từng tranh quan sát bức tranh thứ nhất và cho cô giáo biết trong tranh chúng mình nhìn thấy hình ảnh gì đáp án của cô như sau trong bức tranh chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh đây là bạn dê con còn đây là bạn cún con đấy hai bạn rủ nhau đi chơi đi vào rừng chơi chúng ta quan sát câu hỏi gợi ý dưới tranh như sau dê và cún gặp chuyện gì khi vào rừng dựa vào bức tranh và gợi ý này chúng ta đoán được nội dung của bức tranh thứ nhất như sau dê và cún vào rừng chơi khi quay về thì bị lạc đường đó chính là nội dung của bức tranh thứ nhất đấy tiếp theo quan sát bức tranh thứ hai cho cô biết trong tranh thứ hai chúng mình nhìn thấy hình ảnh gì trong bức tranh thứ hai chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh cô hưu dê con và cuốn con trong đó chúng mình nhìn thấy hình ảnh cô hưu đang rất là buồn bực tức và có vẻ không được hài lòng vậy câu hỏi gợi ý dưới tranh đó là dê đã nói gì khi gặp cô hưu dựa vào bức tranh và câu hỏi gợi ý này chúng mình đoán được nội dung của bức tranh thứ hai như sau dê hỏi đường cô hưu để tìm về nhà đó chính là nội dung của bức tranh thứ hai tiếp tục quan sát bức tranh thứ ba cho cô biết trong tranh thứ ba chúng mình thấy hình ảnh gì trong bức tranh thứ ba chúng mình thấy hình ảnh đó chính là anh hà mã đang nằm ở dưới đất còn đây là hình ảnh dê con và hình ảnh cún con chúng ta quan sát gợi ý dưới bức tranh như sau câu hỏi vì sao dê, dê làm anh hà mã phát ý dựa vào bức tranh và câu hỏi gợi ý này chúng ta đoán nội dung của bức tranh thứ ba như sau dê hỏi đường anh hà mã và nói chống không làm anh phật ý đó chính là nội dung của bức tranh thứ ba tiếp tục quan sát bức tranh thứ tư chúng mình thấy trong tranh thứ tư đó là hình ảnh gì? à trong bức tranh thứ tư chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh Hà Mã đã đưa cún con qua sông đấy. quan sát gợi ý câu hỏi dưới bức tranh như sau: cún đã làm gì khiến anh Hà Mã vui vẻ giúp đỡ? dựa vào bức tranh và câu hỏi gợi ý này, chúng mình đoán nội dung của bức tranh thứ tư như sau cún đã nói nhờ anh hà mã đưa qua sông. Đó chính là uh, nội dung của bức tranh thứ tư. Như vậy vừa rồi chúng mình đã dựa vào bức tranh, quan sát gợi ý dưới bức tranh và đoán được nội dung của từng bức tranh trong câu chuyện cảm ơn anh hà mã rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang yêu cầu thứ hai nhé. Yêu cầu thứ hai như sau: kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh. Các em quan sát bốn bức tranh tương ứng với bốn đoạn của câu chuyện. Để các em có thể kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo tranh, trước tiên các em hãy nghe cô giáo kể lại nội dung của câu chuyện này nhé. Cảm ơn anh Hà Mã. Dê rủ cún vào rừng chơi. Khi quay về thì bị lạc đường gặp cô hưu dê hỏi cô kia về làng đi lối nào không biết hưu lắc đầu bỏ đi đi tiếp tới một con sông thấy anh hà mã dê nói to bọn tôi muốn về làng hãy đưa bọn tôi qua sông hà mã phật ý định bỏ đi thấy vậy cuốn con nói chào anh hà mã anh giúp bọn em qua sông được không ạ à? được chứ em ngoan quá hà mã vui vẻ nói cảm ơn anh cún đáp rồi quay sang nói nhỏ với dê cậu quên lời cô dặn rồi à muốn ai đó giúp phải nói một cách lịch sự còn khi họ giúp mình thì phải nói cảm ơn dê con hơi xấu hổ sang bên kia sông dê nói với anh hà mã cảm ơn anh đã giúp em biết mình sai rồi em xin lỗi ạ à. hà mã mỉm cười em biết lỗi là tốt rồi giờ các em cứ thi theo đường này là về làng thôi như vậy vừa rồi các em đã nghe cô giáo kể lại nội dung của câu chuyện cảm ơn anh hà mã Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh nhé Trước tiên chúng mình sẽ cùng nhau kể lại à, nội dung của đoạn 1 Các em nghe cô kể lại nội dung của đoạn 1 tương ứng với bức tranh thứ nhất nhé Cảm ơn anh Hà Mã Dê rủ cuốn con vào rừng chơi Khi quay về thì bị lạc đường Vậy các em hãy trả lời cho cô giáo câu hỏi ở dưới bức tranh thứ nhất. Dê và cún gặp chuyện gì khi vào rừng? Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình suy nghĩ và trả lời nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Dê và cún rủ nhau vào rừng chơi. Khi quay về thì bị lạc đường đấy. Tiếp tục quan sát bức tranh thứ hai nghe cô giáo kể nội dung của bức tranh thứ hai nhé. gặp cô hưu dê hỏi cô kia về làng đi nối nào? không biết hưu lắc đầu bỏ đi. trả lời cho cô giáo câu hỏi ở dưới bức tranh thứ hai dê đã nói gì khi gặp cô hưu? mời các em hãy bấm dừng hình. Để chúng mình suy nghĩ và trả lời câu hỏi số 2 nhé Mời các em quay trở lại màn hình Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào Dê đã nói Cô kia, đường về làng đi lối nào? Tiếp tục, chúng mình nghe cô giáo kể lại nội dung của bức tranh thứ ba, Tương ứng với đoạn 3 nhé đi tiếp tới một con sông thấy anh hà mã dê nói to bọn tôi muốn về làng hãy đưa bọn tôi qua sông hà mã Phật ý định bỏ đi quan sát bức tranh nghe cô giáo kể rồi bây giờ chúng mình hãy trả lời cho cô giáo câu hỏi sau vì sao dê làm anh hà mã Phật ý mời các em suy nghĩ và trả lời chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé dê làm anh hà mã phật ý vì dê đã nói chống không không lịch sự và không lễ phép đấy tiếp tục quan sát bức tranh thứ tư nghe cô giáo kể nhé thấy vậy cún nói chào anh hà mã anh giúp bọn em qua sông được không ạ à? được chứ em ngoan quá hà mã vui vẻ nói cảm ơn anh cún đáp rồi quay sang nói nhỏ với dê cậu quên lời cô dặn rồi à muốn ai đó giúp phải nói một cách lịch sự còn khi họ giúp mình thì phải nói cảm ơn dê con hơi xấu hổ sang bên kia sông dê nói với anh hà mã cảm ơn anh đã giúp em biết mình sai rồi em xin lỗi ạ à. hà mã mỉm cười em biết lỗi là tốt rồi. Giờ các em cứ đi theo hướng này là về làng thôi. Như vậy vừa rồi, các em đã nghe cô giáo kể lại nội dung của bức tranh thứ tư. Suy nghĩ và trả lời câu hỏi số 4. Cún đã làm gì khiến anh Hà Mã vui vẻ giúp đỡ? Mời các em suy nghĩ nào. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Cún đã nói lịch sự khiến anh hà mã vui vẻ giúp đỡ như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện kể lại nội dung của từng đoạn trong câu chuyện cảm ơn anh hà mã và trả lời được nội dung của câu hỏi dưới các bức tranh đấy bây giờ các em hãy bấm dừng hình để chúng mình có thể tập kể lại một hoặc hai đoạn của câu chuyện cho người thân và bạn bè của mình nghe nhé mời các em quay trở lại màn hình tiếp tục chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang yêu cầu thứ hai của bài yêu cầu của phần vận dụng như sau cùng người thân trao đổi về cách chào hỏi thể hiện sự thân thiện hoặc lịch sự các em hãy cùng người thân của mình trao đổi về các cái cách chào hỏi làm sao thể hiện sự thân thiện và lịch sự nhé vậy qua câu chuyện này muốn nói với em điều gì à qua câu chuyện này muốn nói với em là muốn được người khác giúp đỡ em phải nói hoặc đề nghị một cách lịch sự được người khác giúp đỡ thì em phải nói cảm ơn đấy như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã hoàn thành xong yêu cầu của bài tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi thân ái chào tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau